Hello hello, xin thân mến chào tất cả các bác nhá. Chào mừng các bác đã đến với video tiếp theo này của em. Hôm nay em xin làm một cái video bảo dưỡng của máy xúc Komatsu 50U-2 này. Đó. Thì trong cái quá trình mình làm việc thì cái công đoạn mà dầu mỡ cho nó thì sẽ rất là thường xuyên mà không thể tránh khỏi. Đó. Anh em đi làm nhiều anh em cũng biết đấy. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người về các cái gọi là khâu trong cái đoạn bảo dưỡng. Bảo dưỡng những cái gì cần thiết nhất và cái gì là không cần thiết. Đó, thì bây giờ mình sẽ đội camera đầu và đi chia sẻ mọi người nhé. Đó, thì bây giờ nó là buổi sáng, mình chưa làm việc gì cả. Thì việc đầu tiên mình đến thì sẽ là kiểm tra nước cũng như là dầu nhớt của máy các bác nhé. Đó. Đây là khoang động cơ của máy. Đó. Đây, cái này là cái thước thăm nhớt thì tùy thôi, có máy to thì nó cũng ở gọi là ở hông của cái động cơ. Anh em nhìn này, cái động cơ nó dài như thế này thì cái thước thăm nhớt bao giờ nó cũng cắm từ dưới đáy tắc te đi lên đó. Nhưng mà tùy từng máy, có những máy thì nó ở bên trong, có máy ở bên ngoài đó. Bây giờ mình sẽ rút cái này lên để kiểm tra nó nhé. Đây, lấy khăn. Đấy anh em này, mình giới thiệu qua này, thước nào cũng có là một cái vạch tối đa nơi tối thiểu đó. Có những thước thì nó chỉ ngắn bằng này thôi đó, nó chỉ ngắn một tí như thế này thôi, nhưng cái thước của mình thì nó dài bằng này các bác nhé. Nó một đoạn dài bằng này ấy, thì anh em đi làm sẽ có rất là những cái cách đổ nhớt khác nhau, nó sẽ có hao mòn, nó sẽ bị dạng như kiểu là bị thất thoát trong cái quá trình mình sử dụng ấy. Thì cái lúc mình chà vào ấy thì là như con máy của mình, nhiều lúc mình đi làm ở những cái đoạn dốc, những cái đoạn là nó gọi là nghiêng ấy các bác, thì mình nên cho dầu nhiều hơn. Ví dụ đây nhá, một đoạn bằng này, đoạn này là đoạn tối thiểu, đây là tối đa, thì anh em bổ sung nhớt. Nếu như làm ở đường bằng, anh em có thể là nó đến đây thì anh em làm máy móc vẫn đảm bảo, nhưng mà nếu mà làm đồi dốc, anh em nên đổ cái nhớt của nó đến gần đến tối đa này các bác nhé. Bởi vì người ta làm nó là tối đa với tối thiểu thì anh em có thể đến tối đa thì anh em vẫn có thể là được. Nhưng mà ví dụ anh em làm đồng bằng, làm ở những cái chỗ mà nó bằng phẳng, anh em ít leo trèo nhiều, ít đi làm nghiêng ấy, thì anh em cứ để nó ở giữa này là đẹp nhất này. Đấy, cứ để khoảng này là đẹp. Đó, thì cái dầu nhớt nó là hệ thống gọi là bôi trơn cũng như là làm mát cho động cơ khi mà nó hoạt động. Nó tất cả cái trục cam rồi thì các cái dàn cò kia là nó sẽ có nhớt để nó làm mát hết. Và nó là cái gọi là như kiểu một cái dung dịch để nó làm chống mài mòn động cơ ấy các bác. Đó, thì bây giờ em sẽ cắm cái thước của em vào. Bây giờ nó có băng này các bác nhá. Đây tối thiểu, đây tối đa. Đấy, bây giờ mình cắm vào xem cái nhớt của em bây giờ nó là còn bao nhiêu, và em sẽ chia sẻ mọi người về cái đấy của em. Đây. Cái nhớt của em bây giờ là nó đến gần đến tối đa. Tối đa ở đây các bác nhá. Thì nó cách khoảng 2 phân này. Thì lúc đầu mới đầu em đổ ấy là nó đến đây. Đó. 2 phân thì lúc đầu em đổ là nó đến gần tối đa cách còn 1 phân thôi. Thì cái này thì là do cái quá trình mình sử dụng ấy thì là nó bị hao mòn đi, thì bây giờ nó còn cách xuống khoảng 2 phân. Đó, con máy của mình thì là lên máy xuống máy cũng như là làm ở chỗ nghiêng ấy là nó cũng có hay làm ở chỗ nghiêng các bác nhá. Chính vì vậy là mình sẽ để cái mức gọi là mức dầu động cơ nó sẽ ở gần tối đa. Đó. Thì các bác không cần phải lo về vấn đề là để nhiều quá hay là như nào. Các bác cứ đến tối đa hoặc tối thiểu bất kỳ con máy nào, người ta thiết kế ra những cái thước thăm, thước đo đấy nó gì là nó đều ấy hết. Đây là cái bình phụ của cái két nước các bác nhá. Đấy, cái bình phụ này thì thực ra là nó sẽ có một chức năng của nó là mình đóng nó vào nào. Chức năng của nó là khi mà nhiệt độ ở trong cái két này nó quá cao ấy thì nó sẽ áp suất nó quá cao, nó sẽ đẩy cái van này này, nó sẽ đẩy cái ấy này. Đó, cái này nó dạng như kiểu trong này nó có một cái lò xo các bác. Đó, khi mà áp suất quá cao nó sẽ đủn lên xong nó phòi ra, nó phì ra đây xong là nó lại hút ngược lại các bác, nó cũng có hút từ đây lại các bác nhá. Đấy, không thì là ở chỗ này có nước, khi mà cái vòi này nó cắm xuống này. Rồi anh em nhìn. Đấy, cái vòi này nó cắm xuống. Thôi. Rơi mất rồi. Đây cái vòi này nó cắm xuống. Thì cái này nó dạng như kiểu cái van một chiều, anh em thấy cái này không? Đó. Đấy, như thế này là đây là nó gọi là van một chiều. Khi mà bỏ ra như này thì hai cái lỗ nó sẽ thông nhau. Đấy cái lỗ bé bé này mới là cái lỗ ở dưới chân này.
Đó, khi mà mình cắm vào như thế này nhá, nó thì là cái hơi nước từ trong này nó sẽ đùn ra đây mà nó sẽ xuống đây. Xuống đây thì mình cắm vào đây thì nó sẽ xuống đáy của cái bình này. Đó. Nó xuống đáy của cái bình này anh em nhá. Đó. Đây mình sẽ ấy nó vào. Nó xuống đáy của cái bình này, khi mà áp suất nó quá cao ấy thì nó sẽ nén cái này đây, nó sẽ nén cái bên dưới của cái nắp két nước này. Đó, thế xong bắt đầu nó thổi hơi ra đây. Thì hôm nọ máy của mình làm con máy này, chính con máy luôn, là nó cũng bị sôi nước là nó thổi cái hơi nóng ra đây. Nó làm nó sôi cái nước ở cái trong cái bình phụ này luôn. Nó rất là hôm sau là nó bị hao mất một nửa cái bình này. Đấy, cái bình này nó cũng có phun với lại tối đa tối thiểu ấy. Mình cứ gọi dễ hiểu nhất là tối đa với tối thiểu này, anh em cứ đổ nước vào khoảng bằng này là được. Nhưng mà mình ấy có nước thì mình cứ đổ đầy và nó chả ảnh hưởng gì. Nó rơi vãi ra đây nó càng mát chỗ này thôi, không sao. Thì cái nước ở chỗ này thì anh em mở ra anh em xem, thì thực ra chỗ này mình không nhìn thấy thì mình cứ thò tay xuống thôi. Đấy, nó vẫn còn nước, nó bắn như thế này là ok rồi. Chỉ sợ các bác thò vào và xong là nó không thấy cái gì ở trong thì mới lo thôi, chứ còn nếu mà vẫn thấy có nước là vẫn ok. Đó, đây thì mình cũng để một cái két nước phụ này, mình để ở đây để lấy nước để rửa chân tay. Đó. Thì về cái phần động cơ là mình sẽ kiểm tra hai cái đó, và phần thủy lực thì lại không phải kiểm tra nhiều các bác nhé. Thủy lực thì lâu lâu các bác kiểm tra một lần thôi, bởi vì là nếu như mà cái máy của mình nó không bị bục tiêu, không bị chảy ở đâu đó ấy, thì nó sẽ rất là ấy thôi. Ồ, bây giờ đến cái bờ mỡ này, nó sẽ rất là ít hao thôi. Cái bơm mỡ này thì nó thuộc vào hàng gọi là nhét nhét rồi các bác ạ. Hôm trước thì em có làm cái bơm nhồi mỡ vào, nhưng mà kiểu là mình không lau sạch cái bơm ấy. Hôm trước thì cái bơm của em nó sạch lắm, em lau ấy nó sạch lắm. Bây giờ vừa rồi này, nó bị nhét nhét ra cái này mình không lau đi được. Đó, thì bây giờ nó mới bị như thế này đây. Bây giờ những cái ắc mà các bác cần bảo dưỡng nhiều này, ngày nào cũng phải bơm là 4 cái ắc này. Đó, 1, 2, 3, 4 cái ắc này là ngày nào cũng phải bơm. Còn lại những cái ắc trên này nhá, những ắc trên này cái phốt chắn mỡ của nó rất là tốt, với lại là nó không bị tiếp xúc trực tiếp với nước, với lại cát, với bụi vào đấy đó, thì nó sẽ không bị hao mòn trong cái quá trình mình làm đó. Thì những cái trên thì cứ 2, 3 ngày các bác bơm một lần cũng được. Máy ngon thì các bác cứ độ 3 ngày bơm đó. Thì mới đầu khởi động thì mình sẽ bật khoảng độ 10 giây để cho nó cho nó bơm dầu diesel. Đấy, hôm nay mình sẽ quay xuống quay cái bơm dầu diesel cho anh em. Đây, cái bơm dầu diesel thì nó lại ở trong này. Đây, anh em nhìn này, anh em có thấy cái cục đây này, cái cục này là cái cục bơm điện của dầu diesel không nhá. Đây, nhìn nó rung rung đây này, anh em thấy nó rung rung không? Đó, thì là cái cục bơm này nó sẽ hút từ bình dầu, và cái bình dầu của nó, con máy nhỏ của mình ấy, bình dầu nó lại ở dưới cái ngồi đây này, anh em nhìn cái này không bỏ được cho anh em nhìn. Đây, cái đây nên là phía trong này nó là bình dầu các bác nhá, hết toàn bộ cái khoang này nó là bình dầu luôn. Đó, đây này, nhìn dưới vào cái khe này, hết cái khoang này là bình dầu. Thì thông thường mình bơm thì nó khoảng độ 7-8 ml gì đó một cái bình đó, thì cái bơm nó sẽ thổi lên cái lọc gọi là lọc gen này. Đó, nó sẽ thổi đến đây, nó vào buồng có áp. Đấy, anh em nhìn thấy cái bình nó rung rung rồi. Đấy, thấy nó rung rung rồi. Đó, thì nó sẽ thổi lên đây xong nó vào buồng có áp. Khi mà nó đầy thì nó sẽ tự động nhả về cái đường hồi này. Đường hồi này khi nó đầy quá thì nó sẽ về bình. Đó, đấy là khi nó chưa hoạt động các bác nhé. Đấy, khi mà anh em gọi là kết thúc một cái buổi ngày làm việc xong, sáng hôm sau anh em bật ấy, thì anh tại sao mình cứ bảo là để cho khoảng 10 giây đến 10 giây đến 15 giây. Đấy, mình vừa mới đề xong nhá. Đó, bây giờ nó nổ như thế này thì cái lượng dầu nó hút vào động cơ nó làm ấy, thì là nó có rồi, thì nó sẽ không có cái gọi là cái áp suất của nó lúc nào nó cũng lớn rồi, thì là nó sẽ thừa để nó sẽ tự hồi về bình. Nó sẽ có một đường dây nó hồi về bình. Đó. Ok anh em nhá, bây giờ thì cái đó thì chia sẻ mọi người rồi. Bây giờ tiếp tục đến cái công đoạn là bơm mỡ. Đó. Mọi người cứ để cho nó khoảng độ nổ khoảng độ 10 giây, 20 giây, khoảng vài phút đi cũng được. Đó. Nhưng bây giờ thì mình để mình bơm mỡ thì mình chỉnh ra để mình bơm nhé. Đấy, thì cái gầu của mình hôm vừa rồi vừa mới thay cái gầu bé, nhưng mà bây giờ là căn cái là nó lại hở ra đây này. Cái nó hở này thì lúc nào mình lại phải căn cái gầu ấy vào. Bơm mỡ thì anh em cứ riêng con máy xúc này cứ chỗ nào có khớp, có cái
nối như thế này là nó sẽ có vú mỡ các bác nhá. Còn nếu mà cái nào không có ấy thì là nó không phải ở trực tiếp ở chỗ này mà nó có thể nó ở đầu được bên này. Mà nó mắc cái gì à? Cắm vào đây mà nó mắc cái gì rồi các bác? Mình đang cắm phía ngoài này xem. Ô, nó mắc cái gì rồi? Cái tay của mình nó không được khỏe cho lắm cho nên nhiều khi cắm nó không vào. Đó. Lúc nào nay bơm nó lại hỏng quá, quay video cho anh em mà bơm nó lại chảy dầu chảy nhớt nhét nhét thế này. Cái bơm nó, cái vú mỡ nó chắc nó bị mòn đi rồi. Đó. Ai xa, hết mỡ các bạn. Hết mỡ rồi, được có mấy cái hết mỡ. Bây giờ mình sẽ nhồi mỡ các bạn nhé. Nay tiện thì làm video nhồi mỡ luôn cho anh em. Mình nhồi mỡ thì ít khi bị e lắm. Nhiều anh em cứ bảo sao không mua mỡ sâu. Thực ra mình là lái máy thì lấy tiền đâu ra mà mua mỡ sâu. Bảo chủ máy không mua cho thì chịu thôi. Bây giờ mình bảo với chủ máy là mua những cái đấy, nhưng mà chủ máy bây giờ không mua mỡ sâu thì bắt buộc thì mình vẫn phải dùng mỡ này thôi. Mỡ nào thì cũng được thôi. Ngày xưa người ta cũng là mỡ nhồi này, người ta cũng làm nên công nên việc ấy. Không phải cứ mỡ sâu thì mới làm được đâu. Mỡ sâu thì nó sạch thôi, nhưng giá cả nó đắt. Đây này, trong cái quá trình sử dụng là mỡ nó sẽ bị lọt xuống dưới này. Nó lọt xuống dưới này thì nó sẽ gây ra cái mỡ mà nó cứ hay ra nó bẩn bơm ấy các bác. Đó, bỏ nó đi. À đâu, mình nhồi là mình để ở trên ý. Theo cái cách của mình ấy, không biết là cách của các bác như thế nào, nhưng cách của em là cứ để rút khoảng độ 5 phân thì em lại nhồi mỡ, 5 phân em lại nhồi mỡ nhé. Đây, cái ấy này là cách khoảng 5 phân này, xong mình lại nhồi vào. Nhồi nó đầy vào. Đó, anh em cứ dí cho nó hết như vào những cái kẽ, cái khe này này. Đó, cho nó lên một chút nhá. Cho nó lồi lên một chút xong anh em lại rút lại. Mình để như này cho anh em dễ nhìn này. Đây, rút lại này. Đó, 5 phân. Đó, khi mà anh em kéo lên ấy, thì cái này nó sẽ thẳng ra. Còn khi nhả ra thì nó sẽ như kiểu là nó trong này nó có một cái hệ thống lò xo để nó đưa kéo cái lá gió này này. Khi mà anh em kéo ra thì nó sẽ hút gọi là nó sẽ cái, như kiểu nó là cái van một chiều ấy. Khó tả lắm, cái này là phải bổ ra để anh em mới biết được. Nên mình mới mô tả được nó rõ hơn. Cái mỡ này của mình là cũng là mỡ ngon, mỡ xô, mỡ ngon đấy các bác nhé. Mình bơm vào 2-3 ngày nó cũng không bị tan đi đâu. Gặp nước nó cũng không tan đi đâu. Đó. Còn mua cái mỡ xanh xanh mà thối thối kia thì cái mỡ nấu lại đó thì nó sẽ không đảm bảo được như cái loại này đâu. Đó. Kéo lên nó lại hở 5 phân, mình lại nhồi tiếp. Đó. Nếu mà anh em làm như thế này ấy, thì em đảm bảo với các bác là nó sẽ không bị ấy đâu. Nó sẽ không bị e đâu. Bởi vì là khi lát nữa mà em ấy xong ấy, em nhồi xong ấy, đến cái đoạn cuối cùng ấy, thì anh em nhìn anh em sẽ biết được là nó bị e hay không nhá. Đó. Đấy, bây giờ nó đầy lên như này mình lại kéo lên. Nói có sách mới có chứng, nhưng mà bây giờ lên tắt cái máy đi đã. Để nổ khoảng tầm đấy là ok rồi. Lát nữa mình bơm xong mình lại bật tiếp. Anh em cứ bù cho nó gọi là dạng như kiểu nó chặt đi là được. Nó cũng không thể 100%, nhưng mà lát nữa khi mà mình đủn cái thanh này xuống ấy thì nó cũng còn bao nhiêu thì nó sẽ ấy hết. Gọi là còn bao nhiêu thì nó sẽ hạn chế được cái e nữa. Đó. Cái này nó bẩn thì không sợ đâu anh em nhé. Mình có xà phòng rồi thì là nước nuôi đầy đủ hết. Đấy, ở cổng trường này người ta có nước rồi. Đây, nhỏ đây.
mình sẽ nhồi hoàn chỉnh vào đầy cho anh em xem luôn. Đó, lại nhỏ nhỏ này nhá. Đấy, xong lại kéo tiếp. Đấy, như lần này nữa là ok rồi, lần này nữa là nó đầy được cái ống này rồi. Cái ống này thì đâu đó hình như là nó rơi vào khoảng độ tính theo nước thì nó khoảng nửa lít đấy các bác. Tính mỡ này thì như là nó được nặng 600 hay 700 gram, mình cũng không rõ lắm cái loại này. Lúc đầu thì nó còn có thông số chứ đến bây giờ thì nó không có thông số gì rồi. Đó, khi mà nó đầy rồi thì anh em sẽ để nó nhọn như này nhá. Anh em để nó nhọn như này thì không bao giờ nó bị e, em dám đảm bảo với các bác như thế. Đó, nó thẳng như này nhá. Cái bơm của mình mới như này. Đó, mình thả vào đây. Anh em vặn cho mình 3 gen vào, xong bắt đầu nhả cái này, bóp vào cái này, đó, ấn xuống như này. Xong anh em vặn vào. Đó. Như thế này nhá. Xong mình bơm mấy phát để cho nó gọi là kết nối với lại cái ống chính đi. Đây, kết nối với lại ống chính nhá. Đấy. Bơm bao giờ nó khẽ ra là được. Đây, nó khoi ra đây anh em nhá. Đây, nó khoi ra đây. Trộn bê tông sáng múc đấy, trộn bê tông anh. Đây này, cái bơm mỡ, cái đầu bơm mỡ của. Vâng vâng, đầu bơm mỡ này nó đang hỏng này. Là bây giờ mình không bơm được này. Nó bị mòn mất cái đầu mỡ. Thì kiểu là lúc nào mình sẽ thay cái đầu mỡ này xong. Đó, bây giờ nó không vào được cái này. Nó có bị đùn ra này, không được anh em ạ. Mai kia mình thay cái đầu ấy đây đi. Nhiều anh em nhắn tin cho mình cũng hay hỏi về cái trường hợp này. Nhưng mà những cái hao mòn của cái mỡ này thì nó không tránh khỏi được đâu. Bơm vào, chỗ nào ấy thì bơm vào cho nó đầy mỡ đi. Vâng. Đến chân cần. Ây da, kẹt rồi, kẹt rồi. Chỗ đây bị kẹt thì bơm vào chỗ này. À, cho anh xin ít này đi cua. Đây đây, xô này. Đấu cả xô nhá. Đó. Thấy những cái lỗ bơm này thì nó vào hệ thống quay tòa các bác nhá. Hệ quay tòa ở trong cái vành trong này này. Đó. Thì mình đúng quy trình của nó thì sẽ bơm khoảng độ 3 phát thì anh em quay khoảng độ. Ví dụ cái lỗ đây, 3 phát anh em lại quay cái này nó ra đến mép này. Anh em cứ bơm như thế trong vòng một vòng. Đó, xong anh em lại lên cái lỗ này anh em lại bơm một vòng lại. Thì có một lỗ mình không rõ được nó là lỗ nào, nhưng mà có một lỗ nó là của cái vòng bi quay toa các bác nhá. Có một lỗ nó của cái bánh răng của cái bơm quay toa ấy. Đó thì nó sẽ chạy xung quanh cái vành. Đó. Thì khi mà anh em cứ bơm xong anh em quay, vừa bơm vừa quay vừa đi ấy, thì nó sẽ đảm bảo. Cái đầu này mình bơm hình như đâu đó nó cũng phải rơi vào khoảng độ 2-3 tháng rồi. Thì cái đầu này nó chỉ có khoảng độ 30-40 nghìn một cái thôi. 30-40 nghìn một cái thì nó rất là đấy. Em trộn quay đi. Vâng. Đó, bây giờ mình sẽ gập cái đầu cần trên. Đó. Ấy như này để bơm những cái hệ thống ấy ở trên nhá. Đó, cứ để cái máy nó nổ cũng được, cho nó trơn tru thôi. Nó không sợ tốn dầu đâu anh em ạ. Đó. Thì cái những cái này là những cái hay cử động nhất này. Ôi rồi. Hôm nay làm video mà sao đầu bơm mỡ nó lại chán đời thế này. Đó, như cái này lại được này. Gọi là anh em phải bơm vài cái thôi đây, nó lòi đầy ra đây rồi.
không cần phải là bơm nhiều quá, bởi vì những cái hệ thống này thì nó ít khi nó bị e lắm, nó bị hao mỡ lắm. Đó. Đây là anh em nhìn cái ác của mình nó vẫn cứ là nhê nhét mỡ ở đây. Đây, lòi ra là ok nhá. Trong cái quá trình mình đi lại thì nó rơi đi ra vừa. Đấy, bơm lúc nào nó lòi ra được thì là ok. Ôi, nó đùn đây nhiều quá. Đấy, chú để đấy cháu. Nó lòi ấy ra, mai kia mình thay cái đầu này đi. Khi nào mình làm cái video thay cái đầu này thì mình sẽ chia sẻ với mọi người. Cái này chỉ bơm 2-3 phát thôi là nó đầy rồi. Những cái mỡ nó thừa như này là mình sẽ gọi là mai kia về mình sẽ xịt bằng ấy đi. Đó. Đó. Cái này là cái cần kỹ thuật, cái trục của cần kỹ thuật thôi nhá. Nó sẽ có cái khớp nối ở đây, có vú mỡ. Bơm vài cái cho nó đẩy cái khoang ở trong này. Lâu ngày quá trình mình rửa cũng như là mình rửa cũng như là nắng nóng thì nó cũng hao mòn đi, nó không tránh khỏi được. Bơm vài cái thôi, bởi vì mỡ nó bây giờ vẫn đang còn. Chỗ này nữa. Đây gọi dạng như kiểu bảo dưỡng toàn phần cho anh em rồi nhá. Đấy, bơm lại cái ác chính này xem nó còn bị thấy nữa không. À đấy, ác chính lại được rồi. Vâng thế. Đó thì mình vừa rồi vừa bơm tổng thể có cái chân cần kia. Cái chân cần kia thì nó không bị hao mỡ các bác ạ. Cho nên là mình hôm nay sẽ không ấy vào đó. Nó hơi bẩn tí máy nó đến rồi. Người ta xuống xi xong rồi. Đó. Thì coi như là hôm nay đã hoàn chỉnh một cái công đoạn để mình bảo dưỡng cái máy xúc này rồi anh em nhá. Đó, bơm mỡ mỗi chân cần nữa thôi, quay toa bơm rồi, xích tăng rồi. Đó, xích nữa thì nó căng rồi, không phải tăng. Đó, tất cả mình đã bơm xong. Đó. Cái bơm mỡ của mình đây thì mình bơm nó khoảng độ ví dụ cũng bơm tổng thể như này nó khoảng độ 3-4 lần nữa anh em nhá. Thì nó mới hết một cái ống mỡ này. Đó. Thì anh em nhìn ở đây mình thấy xong mình bơm thì nó có bị e không? Đó, nếu mà e thì anh em thấy luôn nó không e nha anh em nhá. Anh em cứ áp dụng theo cái ấy như của mình là ok. Nó hơi bẩn một tí. Hôm nào có khăn nghiếc sạch sẽ thì mình sẽ rửa sau anh em nhé. Rồi, khóa vào. Không có là các bác đồng nát là hay kiểu mượn đồ lắm đó. Mượn thì không giả, toàn lấy luôn. Bây giờ mình sẽ đi rửa tay nhá. Rửa tay thì đây mình có cái hệ thống gọi là cái này gọi là dầu rửa bát, nhưng mà mình cho vào cái chai Lifebuoy ấy các bác. Đó. Thôi thì cái này mình đã bảo dưỡng xong ok rồi. Thì xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người ở video sau nhá. Đó, thì bây giờ mình sẽ đi rửa tay. À không, mình rửa đây cũng được. Nước ở đây. Đấy, hệ thống nước cũng như là các cái rửa rửa bát tức là lúc nào cũng tiện nghi luôn. Nhiều khi là nước ra thì ít mà nước gọi là chảy ấy đây thì nhiều. Đó, giống dầu mỡ này cứ phải rửa 2-3 lần thì nó mới hết rồi. Hãy
anh em mà không có cái nước rửa tay thì anh em cứ làm một cái như của mình này. Anh em để chỗ này cũng được mà anh em để chỗ trên kia cũng được. Cái này cứ hết nước thì tí là đi lấy thôi. Nước thì nó rất là sẵn rồi, nước ở mình đây thì không phải thiếu. Nhưng nước thì không phải lo. Đó, như này thì nó sẽ sạch thôi. Tay sạch thì làm cầm lên đồ đạc nó mới thấy được. Đây, hôm nay thì mình sẽ chở xúc bê tông các bạn nhé. Bảo dưỡng tổng thể như này là ok quá rồi. Chào anh em nhá. Em phải đi mua cái khẩu trang.